mọi người. Dạ vâng, em chào hai chị ạ. Ngày hôm nay thì rất là đặc biệt khi mà chúng em vừa mới xuống để xin phỏng vấn chị Nhật Linh ngày hôm nay phải không ạ? Vâng, chị Nhật Linh ơi, thì chị có thể giới thiệu qua về bản thân mình cho mọi người đang theo dõi livestream được biết không ạ? Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi livestream, mình là Nhật Linh. Mình được biết đến DK qua bạn bè mình giới thiệu và cơ quan mình giới thiệu rất là nhiều. Có nhiều chị em ở cơ quan đồng nghiệp cũng giới thiệu đến DK ra. Trước khi mà mình tìm hiểu đến DK thì là mình đã theo dõi rất là nhiều và tìm hiểu rất nhiều chỗ làm mày làm môi, các dịch vụ chăm sóc chuyên về mày môi mắt. Nhưng mà sau đó khi được sự tin tưởng của bạn thân mình và các chị cơ quan đồng nghiệp cùng trong phòng giới thiệu là mình đã chọn DK để làm mày mí và môi luôn cho mình luôn. Dạ vâng, tức là chị Nhật Linh đã sử dụng một cái combo làm đẹp tại DK luôn phải không ạ? Vâng, thì ngay bên cạnh chị Nhật Linh đang là chị Quyên. Chị Quyên là một chuyên gia rất là cộm cán ở tại DK. Và chúng ta hãy cùng nghe chị Quyên phân tích cái tình trạng môi lúc trước của chị Nhật Linh nhé mọi người nhé. Và chị Quyên ạ. Tình trạng lần trước môi của Linh ý, đến đây ý, thì là môi của Linh đã từng làm. Và màu mực của Linh là xỉn, nó đang trong cái tình trạng là mực kiểu như là màu bã trầu. Và cái môi nó không đều, và cái mực đấy nó không đều. Thế sau khi xử lý cho Linh ấy để làm sao cho nó hết cái mực bã trầu đấy này, để làm sao cho đều môi và đều cái phần mực đó, thì mình đã vào màu cho Linh và đến đây đã cũng là gần được 6 tháng Linh nhỉ? Đúng ạ, em làm tại DK là từ tháng 4 và đang bây giờ là tháng 10. Thì với cái cảm nhận đôi môi như thế này thì Linh cảm thấy có ưng ý không, có hài lòng không? Thực ra nếu mà để đầu tiên thì một cái tâm lý lúc nào mình cũng sẽ là lựa chọn, mình phân vân sau khi mình làm sẽ có đẹp hay không. Và sau đó thì em đã trải nghiệm dịch vụ của DK bao gồm cả full chọn và chọn bộ luôn, chọn là combo, mí, mày môi mắt mí luôn, đúng không ạ? Môi mày mắt luôn, thế là mình cảm thấy rất là ưng, thực sự là ưng. Và cái màu thực ra là để cái mà lựa chọn của em đó thiên là cái màu tự nhiên, thì là DK đúng là một sự lựa chọn chuẩn cho em để được cái màu môi tự nhiên như bây giờ. Tức là sau khi ngủ dậy là mình có thể mua được một đôi môi tươi tắn sau khi thức giấc và không cảm thấy là mất tự tin khi theo nhìn mình trong gương nữa. Vâng, chị Linh ơi, thì trong cái quá trình mà làm những cái dịch vụ tại DK như là làm mày này, làm môi và làm mí, thì chị có cảm giác gì không ạ? Tức là mình có bị đau nhiều không? Bởi vì em thấy là hầu như các chị rất là sợ đau. Bao giờ thực ra cái tâm lý lúc nào mình cũng bị sợ đau ấy. Nhưng mà thực ra là một cái phần nữa là do cơ địa, là những các chị làm cùng em, mà em với một chị cùng phòng bao giờ vẫn đang theo dịch vụ của DK và cũng đang làm luôn, thì là do cái cơ địa của em thì một chút nề, sau khi mà chẳng những khi bôi thuốc tê là không có thuốc nề. Còn đối với cảm giác đau thì đau khi mà đau, nếu mà để mà nói là làm thì em không thấy đau, nhưng mà chỉ có khi là em muốn xóa lại cái mí hoặc mày để làm thì mới thấy đau thôi, còn nếu mà để mà làm thì không thấy đau. Vâng, và với những cái công nghệ mà hiện đại tại DK thì chắc hẳn là nó cũng sẽ mang lại những cái trải nghiệm tốt hơn phải không chị? Dạ vâng, thì chị Quyên ơi, thì chị có thể chia sẻ cho mọi người đang theo dõi livestream được biết là với đôi môi và với cái tình trạng môi cũ như của chị Linh thì chuyên gia ở tại DK đã xử lý như thế nào không ạ? Với cái tình trạng môi của Linh ấy thì không phải là tình trạng môi dễ mà là môi khó, bởi vì trước Linh đã từng làm ở lại một địa điểm khác và màu mực của Linh nó rất là bết và màu nó không được trong. Thế khi mà xử lý cho Linh để làm sao cho cái nền môi nó thật đều lên này, làm sao cái môi của mình nó tươi sáng lên đó, và mà mình cũng rất là vui khi mà đã cần xử lý một lần thôi, thì là đối với Linh là cái môi rất là đều màu và rất là trong. Và hôm nay Linh có đến để hôm nay là gần đến 6 tháng thì Linh có đến để kiểm tra để xem tình trạng môi như nào. Bình thường có thể những cái ca môi khác, môi sửa là có nghĩa là môi đã từng làm thì người ta có thể là làm phải dặm thêm lần thứ hai, nhưng trong trường hợp của Linh này đấy, môi không phải là môi dễ mà mình đã xử lý hết sức luôn. Và khi làm cho Linh thì Linh không đau, mà khi mà làm xong thì có hơi lè một chút, thì không phải là nó sưng to mà chỉ là lè tê trong khoảng 2 tiếng thôi, đúng không Linh? Đó. Thế nên là các bạn khi mà đúng rồi, các bạn mà hay là khách hàng mà có muốn làm môi ấy thì yên tâm là nó không sợ là sưng hay đau gì cả. Đúng rồi. Khác hoàn toàn thì công nghệ trước kia mà Linh đã thử nghiệm và trải nghiệm là cái dịch vụ DK khác hoàn toàn những lần trước kia mà Linh đã làm lần trước. Đó là cảm giác là môi mình nề, căng cứng và cảm giác rất là khó chịu sau khi làm. Nhưng mà sau khi trải nghiệm ở DK và làm môi thì Linh cảm thấy là rất là ưng và không thấy khó chịu một chút gì hết. Dạ vâng, chúng em rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Linh rất là nhiều ạ. Và không biết là sau khi mà trải nghiệm nhiều dịch vụ tại DK như vậy thì chị có điều gì muốn gửi gắm đến đội ngũ của DK không ạ? Cảm ơn đội ngũ của DK đã để DK có ngày hôm nay và mình biết đến DK.
Dạ vâng. Dạ vâng ạ, em xin chia sẻ của xin cảm ơn chia sẻ của hai chị rất là nhiều và rất cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Và nếu như chúng ta có những tình trạng môi hỏng này, môi khó xử lý thì chúng ta hãy gửi tình trạng của mình qua fanpage của DK mọi người nhé. Bye bye mọi người. Chào chị ạ.